Thời gian này, đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, là mối nguy hại ảnh hưởng đến các mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thay vì chung tay phòng chống dịch bệnh, nhiều tài khoản ở các trang mạng xã hội, một số website của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lại đăng tải, chia sẻ dưới nhiều hình thức những thông tin xấu độc, bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Những phần tử này đã dựng chuyện về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, bố trí quy hoạch cán bộ vào những chức danh lãnh đạo của đảng, quốc hội, chính phủ. Họ bị đặt trắng trợn, tung hỏa mù, gây rối không khí và tâm trạng xã hội, kích động tâm lý tiêu cực, gây hoang mang trong dư luận, nhằm làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân với đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm suy giảm uy tín của một số cán bộ lãnh đạo cấp cao, tác động đến vai trò giám sát của quân chúng đối với công tác nhân sự đại hội đảng nhằm góp tiếng nói phản bác luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của báo Quân đội Nhân dân tuần này, trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm đại hội đảng của tác giả Quang Thắng. Phải khẳng định cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam không lạ gì những chiêu trò chống phá trước thềm đại hội đảng của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị. Dù thủ đoạn có tinh vi xảo quyệt tới đâu, ngụy trang kiểu gì cũng không đủ để tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Bởi mỗi người dân Việt Nam luôn mang trong mình truyền thống yêu nước, một lòng kiên trung theo Đảng theo cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào công tác lãnh đạo của Đảng của cấp ủy các cấp. Nhân dân tin Đảng, tin cán bộ của Đảng bởi quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước, dù gặp nhiều khó khăn thử thách trong chiến tranh cũng như thời bình, Đảng luôn tiếp thu nghiêm túc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cách mạng Việt Nam, một lòng một dạ gắn bó máu thịt với nhân dân dựa vào dân để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Nhiều cán bộ đảng viên đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy kỳ vọng của nhân dân. Qua khảo sát tìm hiểu về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở ở các địa phương, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Dương, Điện Biên, Cao Bằng, Hậu Giang, Đồng Nai cho thấy, đa số người dân vững tin rằng công tác nhân sự đại hội đảng bộ cơ sở đúng với ý chí nguyện vọng của dân, nên rất phấn khởi tự hào. Qua chuyến khảo sát đó, chúng tôi còn được biết thêm những hành động việc làm tuy không lớn, nhưng hết sức ý nghĩa của quân chúng nhân dân dành cho đảng và cán bộ của đảng. Ở đó nhiều nông dân dù chưa một ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng nhớ rất rõ tên tuổi những cống hiến của các đồng chí ủy viên trung Đảng. Nhiều người còn chép lại những sự kiện lịch sử trong 90 năm Đảng lãnh đạo đất nước để làm tài liệu tuyên truyền. Như trường hợp ông Phạm Quốc Đạt 73 tuổi ở tổ 3, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang rất cẩn thận ghi danh sách các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương qua 12 nhiệm kỳ đại hội Đảng toàn quốc và thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới vào cuốn sổ rất dài. Ông đạt cập nhật liên tục những kết quả nổi bật của đất nước về chính trị, kinh tế, xã hội theo từng tháng để phổ biến cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng đã có thời điểm một bộ phận nhân dân bị giảm sút niềm tin với Đảng vì rằng ở một số cấp ủy, việc sắp xếp bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo vẫn chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện trong đó có cả người nhà, người thân xảy ra ở một số nơi. Biết được những suy tư chăn trở của dân, lắng nghe dân để giữ vững niềm tin của dân, Đảng ta đã kịp thời ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng Đảng, qua đó siết chặt kỷ luật, kỳ cương trong Đảng, xử lý nghiêm khắc các đảng viên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm. Chính vì thế, có một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng đã phải chịu hình phạt thích đáng. Cùng với đó, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong công tác quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Liên quan đến các vấn đề thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội đang giáo diết rêu rao, kích động, tùng hồ nhảm nhí về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và nhân sự đại hội 13 của đảng. Nhiều người dân ở mọi miền Tổ quốc đã phản hồi về báo Quân đội Nhân dân, đề nghị quý báo cần có những bài viết vạch mặt, kiến nghị với Đảng nhà nước có những hình thức xử lý thích đáng những kẻ nói xấu, bôi nhọ uy tín của cán bộ lãnh đạo, cơ cấu nhân sự của Đảng một cách bịa đặt, tùy tiện vô căn cứ. Ông Đỗ Thế Trà 80 tuổi ở phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang bức xúc. Tôi đề nghị Đảng nhà nước cần có những giải pháp mạnh về công nghệ thông tin để cho những trang mạng tuyên truyền nhảm nhí về nhân sự đại hội Đảng dừng hoạt động cựu chiến binh Đặng Văn Lệch ở xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho rằng, sự chống phá của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chẳng thể làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng. Vì thực tiễn đã chứng minh, dù khó khăn gian khổ, dù các thế lực thù địch phản động chống phá quyết liệt, đảng ta vẫn tổ chức thành công 12 kỳ đại hội, sáng suốt lựa chọn được một bộ tham mưu chiến lược tài trí của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Ông Trần Sĩ Phong, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đề xuất. Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền nhiều về những tấm gương cán bộ của Đảng, luôn vì dân, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, để những trang mạng phản động có thủ đoạn nham hiểm, thích nhảy vào bàn công việc của người khác tự tiêu tàn. Với quan điểm đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo, linh hoạt, mỗi cán bộ đảng viên và quân chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác, nhận diện đấu tranh vạch trần âm mưu thủ đoạn thâm độc xảo quyệt của các thế lực thù địch phản động, cơ hội đang ngày đêm biện đặt về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Công tác đấu tranh theo đúng tinh thần nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối với những cán bộ tạo nguồn cấp ủy, cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực hiện tốt quy định số 08 QDITU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề cán bộ của Đảng thực sự là tấm gương tiêu biểu về dĩ công phi thượng, tự miễn dịch với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, được quần chúng nhân dân tin tưởng, yêu mến. Thời điểm này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung chống lại đại dịch COVID-19, nhưng vẫn không lơ là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội 13 của Đảng. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã tổ chức đại hội thành công, đạt kết quả tốt, các đồng chí trúng cử ban chấp hành đảng bộ, chi bộ đạt số phiếu tín nhiệm cao, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, làm tốt công tác nhân sự cấp ủy khoa mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển, với quyết tâm xây dựng cấp ủy có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 chuẩn bị chu đáo, công phu, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Đáp lại niềm tin, kỳ vọng của nhân dân với Đảng, tin tưởng rằng các cấp bộ Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ, cấp ủy vừa hồng vừa chuyên, có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang. Những âm mưu, ý đồ đen tối của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhân sự đại hội 13 của đảng sẽ không thể làm lung lay được ý chí, quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trên bước đường phát triển, xây dựng đảng ta là đạo đức, là văn minh, xây dựng nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.